Nghi thức các linh mục lặp lại lời tuyên hứa. Kính mời quý cha đứng. Kính mời cha tổng đại diện, quý cha trong ban tư vấn và quý cha quản hạt tiến ra trước bàn thờ để cùng với linh mục đoàn lặp lại lời tuyên hứa trước Đức Giám mục Giáo phận. Anh em linh mục thân mến, khi lên chức linh mục, anh em đã tuyên bố trước mặt giáo dân sự quyết định của anh em liên quan đến chức vụ lãnh nhận. Giờ đây anh em hãy cùng nhau lặp lại những quyết định đó như dấu chỉ của sự trung thành với Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy anh em có muốn luôn luôn chu toàn nhiệm vụ tư tế trong hàng linh mục như cộng tác viên trung thành của hàng giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Anh em có muốn xuất sắc và trung thành cử hành các mầu nhiệm Chúa Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa giáo dân theo truyền thống của Hội Thánh không? Anh em có muốn tỏ ra xứng đáng và khôn ngoan chu toàn nhiệm vụ lời Chúa trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin công giáo không? Anh em có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng đã tự hiến mình cho Đức Chúa Cha làm của lễ tinh tuyển vì chúng ta? Và anh em có muốn cùng với người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Anh em có hứa tôn kính và vâng phục Đức Giám mục của anh em để cùng với các đấng kế vị Ngài không? Kính mời cộng đoàn đứng. Giờ đây, Đức Giám mục sẽ ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ. Anh chị em giáo dân thân mến, xin anh chị em cầu nguyện cho các linh mục của anh chị em. Xin Thiên Chúa ban cho các ngài đầy tràn ân sủng của Đức Kitô Thượng Tế và nhờ đó mà dẫn đưa anh chị em đến với Người là nguồn mạch duy nhân của ơn cứu độ. Chúa xin nhận lời chúng con. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho giám mục của anh chị em để chính tôi cũng trung thành với sứ mạng tông đồ Chúa đã giao phó cho tôi. Nhờ đó giữa anh chị em tôi trở nên hình ảnh ngày càng sống động và trung thực hơn của Đức Kitô là tư tế mục tử tôn sư và tôi tớ của mọi người. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con. Xin Thiên Chúa giữ gìn tất cả chúng ta trong tình thương của Người. Xin Người đích thân hướng dẫn mục tử cũng như đoàn chiên tới sự sống muôn đời. Nghi thức lặp lại lời tuyên hứa kết thúc. Kính mời quý cha về lại vị trí. Mời cộng đoàn an tọa.